Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tốt Tiện Diện. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để đứng chung bên cạnh để theo dõi thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay: Real Madrid gặp Barca, tâm điểm thế giới. Như thường lệ, cả thế giới sẽ hướng về Tây Ban Nha để theo dõi trận El Clasico giữa Real và Barca. Trận đấu sẽ quyết định tới vị trí số 1 tại La Liga. Đoàn quân của Zidane đang trải qua những ngày tháng hết sức khó khăn. Real đã không thắng trong 3 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có trận thua đầy thất vọng ngay trên sân nhà cho Man City. Từ trung đại, tình cảnh của Los Blancos vẫn đang hết sức ngặt nghèo. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện ở siêu kinh điển Rudy, Real Madrid vẫn có những sự tự tin nhất định trước khi bước vào trận đánh lớn này. Dù tuy không có sự phục vụ của Eden Hazard ở trận đấu này, nhưng ông vẫn sẽ có trong tay những sự lựa chọn tốt nhất ở hàng tiền vệ trứ danh. Tuyến giữa hứa hẹn vẫn sẽ là điểm nóng lớn nhất ở trên sân giống như trận lượt đi, khi cả hai huấn luyện viên sẽ triển khai lối chơi kiểm soát bóng. Những Toni Kroos, Van Vede, Isco bên phía Real và Busquets, De Jong, Arthur của Barca chắc chắn sẽ tạo ra những pha bóng đầy kịch tính tại Bernabeu. Đội khách Barcelona sẽ hành quân đến thủ đô mà không có tiền đạo Luis Suarez vì anh này gặp chấn thương dài hạn. Tân binh Martin Braithwaite dù đã chơi tốt trong trận ra mắt nhưng vẫn khiến cho các cổ động viên đặt nhiều dấu hỏi. Vì dù gì tiền đạo người Đan Mạch khá vô danh ở các trận đánh lớn, một thế trận nghẹt thở chắc chắn sẽ được diễn ra tại Bernabeu. Với chuỗi trận bất bại ấn tượng trên sân nhà, kênh kênh trắng nhiều khả năng sẽ có được ít nhất là một điểm trên sân nhà. Ngược lại, Messi và các đồng đội cũng hoàn toàn có cơ hội chiến thắng nếu tận dụng tốt các sai lầm của đối phương. Tottenham gặp Wolves không có đường lùi. Tottenham sẽ tiếp đón một Wolves đầy quyết tâm trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 28 ngoại hạng Anh. Trận chiến có vai trò then chốt trong cuộc đua top 5 tại Premier League. Chấn thương của Son Min và Harry Kane đang để lại cho huấn luyện viên Jose Mourinho những bài toán hết sức đau đầu. Hệ quả của sự thiếu hụt nhân sự này là những kết quả thất vọng của Spurs ở tất cả các đấu trường. Gà trống đã tỏ ra thua sút so với các đối thủ và bị MU vượt mặt tại ngoại hạng Anh. Bước vào vòng 28, đội bóng Bắc London chỉ hơn chính đối thủ Wolves đúng một điểm. Bởi vậy, đây sẽ là trận đánh có vai trò quyết định tới cuộc đua giành vé dự cúp C1 của cả hai. Mourinho dù chiến đấu với một khẩu súng không có đạn vẫn sẽ phải tìm mọi cách để có được 3 điểm trên sân nhà. Đội khách Wolves hiện cũng đã cho thấy dấu hiệu sa sút sau chuỗi trận ấn tượng. Tuy nhiên, đoàn quân của Nuno Santo lại có thành tích đối đầu rất ấn tượng với các đội bóng lớn. Đội bóng áo vàng đen cũng vừa xuất sắc giành vé vào vòng 16 đội Europa League. Do đó, dù phải làm khách tại London, bầy sói vẫn được đánh giá khá ngang ngửa đội chủ nhà, nhất là khi họ sở hữu một lực lượng đầy đủ và đồng đều hơn ở cả 3 tuyến. Một kết quả hòa xảy ra tại Tottenham Hotspur Stadium. Everton gặp MU, ai cản nổi quỷ đỏ? Làm khách trên sân của Everton tại vòng 28 ngoại hạng Anh, MU muốn tiếp tục nối dài chuỗi phong độ để nuôi mộng top 4. Không thể phủ nhận Everton đang hồi sinh dưới thời huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Dù kèo bơ chỉ đang xếp thứ 11 ngoại hạng Anh và vừa thua Arsenal ở vòng đấu trước, nhưng những gì chiến lược gia lão luyện người Italia mang tới Everton vẫn là khá rõ rệt. Với một đội hình với nhiều cái tên chất lượng, đội bóng thành Merseyside trình diễn một lối chơi khó chịu và hệ quả là họ đã bất bại 5 trong 6 trận gần nhất. Bên kia chuyến tuyến, MU cũng đang trở lại cực kỳ mạnh mẽ ở thời gian gần đây. Thắng lợi 5-0 trước Glasgow cũng đã là trận thứ 7 liên tiếp thay cho Solskjaer có thành tích bất bại và vị trí thứ 5 tại ngoại hạng Anh là phần thưởng xứng đáng dành cho họ. Với việc đang bám sát Chelsea ở vị trí thứ 4, một chiến thắng vào lúc này là hết sức quan trọng đối với Quỷ Đỏ. Liệu việc phải đến làm khách tại Goodison Park có làm khó được thầy trò Solskjaer? Choáng vì thời gian tịch ngòi của Messi trước Real Madrid, thật ngạc nhiên là một chân sút như Leo Messi đã không ghi bàn ở 336 phút gần nhất khi đối đầu với đại kình địch Real Madrid. Real Madrid là một trong đối thủ ưa thích của Leo Messi, bằng chứng là đến thời điểm này trong sự nghiệp, ngôi sao người Argentina đã xé lưới kèn kèn trắng tổng cộng 26 lần. Thế nhưng Messi đang trải qua chuỗi trận tịt ngòi lâu khó tin trước đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Cụ thể, kể từ sau bàn thắng vào lưới Real Madrid ở trận hòa 2 đều thuộc giải 2017-2018, Messi đã không ghi bàn ở các trận El Clasico. Sau trận hòa 2 đều nói trên, Messi không dự trận El Clasico vào ngày 28 tháng 10, 2018 vì chấn thương. Trận đấu này, Barcelona đã nghiền nát Real Madrid với tỷ số 5-1. 4 trận sau đó, Messi vào sân cả 4, 3 đá chính và 1 vào sân từ băng ghế dự bị. Nhưng thủ quân Barcelona đã bắt lực trong việc xé lưới kèn kèn trắng. Tổng cộng Messi đã trải qua 336 phút không ghi bàn ở các trận El Clasico. 5 trận đấu gần nhất, trong đó 1 trận không ra sân, 1 vào sân từ băng ghế dự bị và 3 lần đá chính. Tên của Messi không xuất hiện trên bảng điện tử các trận chiến với Real Madrid. Với một ngôi sao hàng đầu thế giới như Leo Messi, thì quãng thời gian 336 phút không ghi bàn trước đại kình địch Real Madrid sẽ là một điều đáng ngạc nhiên.
nếu chân sút 32 tuổi có thể giải cơn hạn bàn thắng ở El Clasico tại Bernabeu rạng sáng mai. Huấn luyện viên Solskjaer báo tin vui về Rashford, tiền đạo trẻ người Anh Marcus Rashford có thể tái xuất trước khi mùa giải này khép lại. Chấn thương nặng của Marcus Rashford đã ảnh hưởng không nhỏ tới tham vọng cuộc đua top 4 của Man United. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng tiền đạo 22 tuổi có thể nghỉ hết mùa và bỏ lỡ cơ hội dự Euro 2020 cùng đội tuyển Anh. Tuy nhiên, trong đợt kiểm tra sức khỏe mới nhất, chấn thương của Rashford đang hồi phục rất tốt và có thể trở lại vào cuối mùa giải. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tiết lộ Rashford có thể chơi ở Europa League và FA Cup nếu MU giành quyền vào chung kết. Phát biểu trên tờ Mirror, Solskjaer nói về tình trạng của Rashford. Kết quả kiểm tra mới nhất khá tích cực, cậu ấy có thể trở lại nhưng chúng tôi không vội vàng. Chúng tôi sẽ chờ tới khi cậu ấy đã hoàn toàn sẵn sàng. Khi Rashford khỏe mạnh và tái xuất, đó sẽ là một cú hích lớn cho chúng tôi. Cậu ấy muốn các đồng đội của mình chơi tốt để giành quyền vào chung kết Europa League và FA Cup. Việc Rashford có thể trở lại vào cuối mùa giải cũng là tin vui với huấn luyện viên Gareth Southgate, thuyền trưởng của Tam Sư đang rất lo lắng về lực lượng trên hàng công trước thềm Euro 2020. Ngoài Rashford, ông cũng đang hồi hộp chờ đợi quá trình hồi phục của Harry Kane. Bruno Fernandes sẽ đưa MU vào top 4, cựu tiền đạo của Man United. Dimitar Berbatov tin rằng tiền vệ tân binh Bruno Fernandes sẽ là nhân tố quyết định giúp quỷ đỏ thành Manchester có được tấm vé vào top 4 ngoại hạng Anh mùa giải này. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, sau rất nhiều nỗ lực, ban lãnh đạo Man United đã chiêu mộ thành công tiền vệ Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon với mức phí 47 triệu bảng chưa tính biên phí. Không mất quá nhiều thời gian để thích nghi, tuyển thủ Bologna đã ngay lập tức phát huy tài năng và trở thành nguồn cảm hứng chiến thắng của đội bóng mới. Cả 4 trận đấu mà Bruno Fernandes ra sân từ đầu, anh đều nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, trong đó có 2 bàn thắng và 2 điểm kiến tạo. Cựu tiền đạo của MU Berbatov tin rằng Fernandes mang đến cho Quỷ Đỏ một cú đấm từ xa để đảm bảo một vị trí trong top 4 tại Premier League mùa giải này. Điểm cộng lớn cho Man United trong trận đấu với Watford là màn trình diễn của Bruno Fernandes, người đã chơi rất xuất sắc. Tôi đã rất ấn tượng bởi cách cậu ấy nhận trách nhiệm và bước lên để ghi bàn thắng đầu tiên cho Man United từ quả đá phạt đền. Và phong cách của cậu ấy cho thấy cậu ấy có sự tự tin để thành công ở MU. Fernandes đã tăng cường thêm sự sáng tạo cho câu lạc bộ cũng như khả năng ghi bàn cho họ. Tôi thích được chơi bóng phía trên những cầu thủ như cậu ấy, bởi đây là mẫu tiền vệ luôn tìm cách để đưa bóng tới vị trí của bạn. Điều duy nhất mà cậu ấy cần phải cải thiện là sự tích cực trong phòng ngự, nhưng điều đó sẽ đến khi cậu ấy có thêm kinh nghiệm ở Premier League. Sẽ rất khó để MU lọt vào trong top 4, nhưng với việc Tottenham và Chelsea thi đấu thiếu ổn định, cơ hội là vẫn còn. Cựu tiền đạo người Bulgaria nói thêm. De Bruyne tự tin quả bóng vàng đang nằm trong tầm tay. Tiền vệ Kevin De Bruyne của Man City mới đây khẳng định mối duyên giữa anh với danh hiệu quả bóng vàng đang trở nên rõ nét hơn. Trong 12 năm qua kể từ 2008 đến 2019, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã thay nhau thống trị giải quả bóng vàng. Nếu như Ronaldo có 5 lần được vinh danh thì Messi đã có 6 lần. Chỉ có một cầu thủ duy nhất trên chân được vào chuyện tình giữa Messi và Ronaldo là tiền vệ Luka Modric vào năm 2018 nhờ màn trình diễn ấn tượng tại World Cup. Tất nhiên để giành được quả bóng vàng phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố, nhưng giải thưởng cá nhân này luôn thu hút bất kỳ cầu thủ nào. Với De Bruyne, anh có quyền được mơ ước sau khi đã chơi rất hay ở mùa giải này. De Bruyne đang là niềm hy vọng lớn nhất của Man City trong việc giành cú ăn ba ở mùa giải 2019-2020 với các đấu trường cúp như FA, Liên đoàn và Champions League. Nói về tham vọng sở quả bóng vàng trong tương lai, De Bruyne cho hay, có lẽ tôi không ở quá xa danh hiệu này, tôi chỉ cố gắng trở thành người giỏi nhất có thể, nhưng tôi là ai để quyết định điều đó? Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ mình đang ở rất gần với giải thưởng này rồi. Tôi đã chơi tốt trong vài năm qua và thậm chí cả mùa giải trước. Tôi đã gặp rất nhiều chấn thương, nhưng khi có mặt trên sân, tôi vẫn làm tốt. Mỗi năm đều có khác biệt và năm nay thực sự tốt cho tôi. Tôi nghĩ rằng mình đang toàn diện hơn so với vài năm trước. Khi Messi và Ronaldo đã già đi thì cơ hội đang tới với những Kylian Mbappe, Eden Hazard, Neymar, De Bruyne hay Van Dijk. Với cá nhân De Bruyne, sau màn trình diễn ấn tượng giúp Man City ngược dòng, đánh bại Real Madrid với tỷ số 2-1 tại lượt đi vòng 1/8 Champions League, thì anh cần tiếp tục ghi điểm bằng cách tỏa sáng giúp Man City đánh bại Aston Villa, qua đó giành chức vô địch Cúp Liên đoàn vào tối nay ngày 1 tháng 3. Ronaldo chê trách các đồng đội ở Juventus. Một đoạn video đang lan truyền trên mạng ghi lại cảnh Cristiano Ronaldo và Paulo Dybala phàn nàn về khả năng của các đồng đội. Hàng tiền vệ không hỗ trợ đủ cho chúng ta. Ronaldo nói với Dybala trên AMC Sport trong giờ nghỉ giữa hiệp trận gặp Lyon. Chúng ta bị cô lập hoàn toàn ở trận đấu này, toàn phải tự bản thân làm mọi việc. Dybala cũng nhanh chóng đáp lại người đàn anh, chẳng ai cầm được bóng cả. Ronaldo sau đó nói tiếp, tôi biết mà, ngay cả các tình huống bóng hai cũng chẳng có ai. Đoạn hội thoại của Ronaldo và Dybala nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ các cổ động viên Juventus. Hầu hết cổ động viên lão bà đồng tình với quan điểm của CR7 khi cho rằng hàng tiền vệ của nhà đương kim vô địch Serie A đang gặp vấn đề.
Tuy nhiên cũng có những quan điểm cho rằng việc Ronaldo và Dybala chỉ trích đồng đội như vậy có thể khiến nội bộ Juve bất ổn trong giai đoạn quan trọng sắp tới của mùa giải. Trước đội bóng đang xếp thứ 7 tại Ligue 1 như Lyon, Juve để thua 0-1 ở loạt trận lượt đi của vòng 16 đội Champions League. Juve thậm chí không có nổi một cú sút trúng khung thành đối phương nào trong trận. Đây mới là lần thứ 3 trong lịch sử Juve, câu lạc bộ này không sút trúng khung thành đối phương tại Champions League. Cựu danh thủ Germany Zinas phân tích trên BT Sport rằng Ronaldo cùng Dybala là hai điểm sáng hiếm hoi của Juve ở trận gặp Lyon. Tuy nhiên, hai cái tên kể trên lại được kỳ vọng sẽ đem về bàn thắng cho đội, chứ không phải làm quá nhiều việc như vậy. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để tiếng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.